để chuẩn bị cho cái nội dung tập huấn về thực hiện điều chỉnh nội dung đi học do Sở Giáo dục và Đào tạo. Thì vừa rồi thì Sở Giáo dục Đào tạo có cái hướng dẫn về tổ chức kia khóa học trực tuyến về thực hiện điều chỉnh nội dung đi học và triển khai trong thời gian nghỉ dịch. Thì trong cái hướng dẫn của sở thì có cái tạo các cái nhóm Zalo theo từng môn để qua đó để tham gia các lớp tập huấn, cũng như là để tham gia vào nhóm để có cái sự tương tác, đặc biệt là có các cái tài liệu hướng dẫn cụ thể đối với từng môn. Thì để thực hiện tham gia vào nhóm Zalo thì sau đây sẽ hướng dẫn về cách để tham gia vào nhóm. Thì đầu tiên để thực hiện vào nhóm thì ta sẽ vào cái thực hiện trên máy tính hoặc là trên điện thoại thông minh, thì bằng cách truy cập vào Google. Sau khi truy cập vào Google xong thì chúng ta bấm vào thì ta lấy cái đường link của từng lớp học một, của từng lớp học một. Ví dụ ở đây là có cái đường link về bộ môn ngữ văn này, thì ta sẽ có cái đường link này vào, copy cái đường link này vào trong Google chức năng truy cập internet, ta dán vào đây. Thì sau khi dán vào đây thì ta sẽ thấy xuất hiện ra cái trang của cái bộ môn nhóm ngữ văn. Bây giờ để truy cập vào, để thực hiện vào nhóm thì chúng ta đưa điện thoại thông minh có cái tài khoản Zalo trong điện thoại và chúng ta bật cái chức năng theo cái hướng dẫn ở đây. Đây, sử dụng đó là vào Zalo, bấm nút thêm. Đấy, cái biểu tượng này sau đó bấm nút quét mã QR. Đấy, thì ta sẽ đưa cái camera vào cái khu vực này, quét mã QR này. Thì sau khi nó bảo thực hiện quét xong thì sẽ hiện ra trên màn hình Zalo của chúng ta trên điện thoại đấy. Thì sẽ là tham gia lớp học, chúng ta nhận thông tin lớp học. Thì sau khi nhận tham gia lớp học thì đương nhiên chúng ta được áp vào cái nhóm Zalo theo cái bộ môn của mình. Đấy, vậy là bộ môn nào thì lấy đường link của bộ môn đó. Đây, ở đây có các cái đường link, ví dụ là ngữ văn, tin học, toán học, công dân, ngoại ngữ, thì tương ứng với cái này thì chúng ta sẽ có đường link này gắn vào Google. Sau đó chúng ta sẽ hiển thị ra cái trang đấy và chúng ta thực hiện quét, thì hệ thống sẽ tiến hành tự đẩy chúng ta vào cái nhóm nhóm Zalo theo bộ môn này. Đấy, thì đó là cái cách mà để tiến hành tham gia vào cái nhóm Zalo theo từng môn học là như vậy. Đấy, còn nữa thì cô nữa sẽ hướng dẫn cách để chúng ta tham gia vào khóa học theo từng môn. Đấy, thì trước hết là chúng ta sẽ đăng nhập và tham gia vào nhóm Zalo trước để chúng ta có sự tương tác, đặc biệt là sẽ có cái sự hỗ trợ gửi tài liệu trong cái từng nhóm Zalo theo từng môn. Đấy.